5 công ty để sử dụng tư cách pháp nhân các công ty này thực hiện hành vi mua nhà đất công sản và nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tại các dự án bất động sản, Vũ lợi dụng mối quan hệ thân quen với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và lãnh đạo các sở ngành liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai để chủ động nắm bắt thông tin quy hoạch, đặc biệt tại các vị trí ven biển. Sau đó, Vũ liên hệ với các bị cáo Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, hai cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhằm chỉ đạo cấp dưới tham mưu, đề xuất, thực hiện các hành vi trái pháp luật trong việc hoàn thiện thủ tục pháp lý. Từ đó, các bị cáo đã giúp Vũ nhận quyền sử dụng đất các dự án này không qua đấu giá, áp đơn giá không sát với giá thị trường, cho phép giảm 10% tiền sử dụng đất. Đáng chú ý, ngoài số bị cáo bị đưa ra xét xử, cơ quan tố tụng còn đề cập tới rất nhiều cá nhân tổ chức khác liên quan trong vụ án. Trong số này có ông Ngô Án Hùng, anh rể Vũ Nhôm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn IVC và bà Phan Thị Anh Đài, là chị của Vũ Nhôm, vợ của Hùng và là giám đốc công ty cổ phần đầu tư Nhất Gia Phúc. Hai người này có hành vi tham gia vào việc chuyển nhượng 4 nhà đất công sản liên quan đến Vũ, gồm nhà đất số 37 Baxter, 39 Baxter, số 02 Hải Phòng và số 100 Bạch Đằng ở thành phố Đà Nẵng. Điển hình, với nhà đất số 37 Baxter, Vũ biết chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc bán nhà đất này cho công ty công nghệ phẩm Đà Nẵng nên đã tới gặp Huỳnh Tấn Lộc, giám đốc công ty này. Hai bên thỏa thuận, công ty công nghệ phẩm Đà Nẵng đứng ra làm thủ tục để được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt bán nhà đất, giảm 10% tiền sử dụng đất, giảm hệ số sinh lợi và chuyển đổi tên người nhận quyền sử dụng đất từ công ty công nghệ phẩm Đà Nẵng sang cho Vũ. Toàn bộ số tiền phải nộp mua nhà đất sẽ do Vũ nộp. Đổi lại, Vũ sẽ trả tiền hoa hồng cho phía Lộc bằng 1/2 số tiền trong việc được xét giảm 10% tiền sử dụng đất. Dưới sự giúp sức của dàn cựu lãnh đạo và cán bộ Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, thỏa thuận giữa Vũ và Lộc được thực hiện thành công. Ngày 7 tháng 12 năm 2010, Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho Vũ. Tiếp đó, Vũ cùng vợ chuyển nhượng cho ông Ngô Án Hùng và vợ là bà Phan Thị Anh Đài. Cơ quan tố tụng xác định việc mua bán nhà đất công sản trái quy định pháp luật tại dự án này đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 112 tỷ đồng. Trong phiên tòa sơ thẩm sáng ngày 2 tháng 1, ngoài Vũ Nhôm, 20 bị cáo còn lại chủ yếu là các cựu lãnh đạo và cán bộ cấp cao của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trong số này có hai cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng là Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến. Trước đó, ngày 31 tháng 10 năm 2018, Vũ Nhôm bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, tuyên phạt 8 năm tù về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Trong vụ án này, cựu Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5 Bộ Công an Phan Hữu Tuấn bị phạt 7 năm tù, cựu cán bộ Tổng cục 5 Nguyễn Hữu Bách bị phạt 6 năm tù cùng tội danh với Vũ. Ngày 7 tháng 6 năm 2019, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên phúc thẩm y án 17 năm tù đối với Vũ về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cùng chịu trách nhiệm với Vũ trong việc gây thất thoát hơn 3.600 tỷ đồng cho Đồng A Bank, còn có hàng loạt cựu lãnh đạo của ngân hàng này như Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến. Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm tuyên Vũ 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Vụ án này có tới hai cựu thứ trưởng Bộ Công an dính chàm là cựu Trung tướng Bùi Văn Thành 30 tháng tù
và cựu Thượng tướng Trần Việt Tân 36 tháng tù cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5 Phan Hữu Tuấn và cựu cán bộ Tổng cục 5 Nguyễn Hữu Bách lần lượt bị tuyên 4 năm và 3 năm 6 tháng tù cùng tội danh với Vũ. Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tính cùng 4 cán bộ cấp dưới trong vụ giao đất số 15 Thi Sách, quận 1 cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 do Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tính 7 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cùng tội này, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh Đào Anh Kiệt bị phạt 6 năm 6 tháng tù, Trương Văn Úc, cựu Phó Phòng Quản lý Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố 5 năm tù, Lê Văn Thành, cựu Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố 4 năm tù và Nguyễn Thanh Trương, cựu Trưởng phòng Đô thị Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố 3 năm tù. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.